Rồi, Đinh Bà Búa xin mến chào toàn thể anh em và các bạn trên cả nước nha. Thì cái lô này nó giờ lúc sáng các bạn, thì hôm nay mình soạn hết luôn nha các bạn. Thì cái lô lúc sáng nó tới 600 cây, nó cũng nhiều các bạn. Cho nên mình soạn mình cũng đỡ lại một ít các bạn. Với lại một ít mình cũng giao ở ngoài rồi. Bây giờ mình soạn khoảng tầm lô nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Tại mình soạn mà lô mười mấy hai chục cây thì nhiều anh em ảnh là đạn nó không đủ các bạn. Cho nên mình soạn lô cũng ít thôi. Rồi còn anh em nào mà lấy lô 30-40 cây thì các bạn chịu khó đặt bên ngoài nha các bạn, đặt thư ký bên ngoài. Rồi bên ngoài mình soạn cho. Rồi chứ mình lên 30-40 cây thì sợ nó nhiều tiền quá. Thì hôm nay nó có ít tin nè các bạn. Rồi Mitsu đời mới nè. Rồi ít tin nè, đời mới nè. Ít tin 26 nè các bạn. Ít tin 26 hàng VIP nha các bạn, hàng này hàng VIP. Rồi cái này là TG27 bạn. Rồi Echo đời mới nha các bạn. Rồi Robin nè. Rồi Silewa nè các bạn. Rồi nói chung hàng nó giống như mọi khi đó các bạn. Mình lên ngày nào mình cũng quay video hoài rồi các bạn, cho nên là các bạn cũng quen mắt rồi đúng không? Thì mình cũng lên liên tục rồi. Đó, mình hôm nay có Singu nữa nè các bạn. Rồi Nadiwa kìa, Kim Nadiwa nha. Cái này Singu. Có 209 nè các bạn. Cho 209 đó. Rồi Makita đời mới nè bạn, Makita đời mới nè. Rubin Cốc nữa kìa. Rồi Rubin nòng 33 ly nè. Cái này là Shinowa chạy tới 2 kim nè các bạn. Rồi hôm nay có mấy lô sắt nữa nè các bạn. Lô sắt nè, lô giá rẻ nè. Rồi lô số 1 đi các bạn, vô lô số 1 đi. Thì cái lô này là 2.4 triệu nha các bạn. Thì cái lô này mình bán giá 400.000 cây là mình không có bỏ tay lái nha các bạn. Các bạn lưu ý với mình là mình không có bỏ tay lái. Thì đầu bò của nó là hình thức là đầy đủ nha. Chén dao rồi mình thấy đủ luôn nha, không có thiếu gì hết. Chén dao đầu bò tôm rời thì lô này có 4 con tôm rời. Một con là tôm liền nha các bạn. 2.4 triệu lô số 1 6 cây nha, lộn xộn. Rồi. 6 cây lộn xộn nha các bạn. Lô số 1 nha. Lô số 2 này là ba con Rubin của ngỗng nha các bạn, ba con Rubin của ngỗng. 25. Lô này thì nòng 34 ly nha các bạn, thì có con rất đồ bò mai mình bỏ sâu. Rồi, lô này là 2.5 triệu nha, ba con Rubin của ngỗng nha, nòng 34 ly. Tôm nhôm nha các bạn. Trở lực nè. Rồi, tôm nhôm nha. Đó. Lô số 2. Lô số 3 các bạn, lô này là 1.2 triệu nha, hai con này là TD 24 nha các bạn, TD 24 nè, ốc trắng nè các bạn, đẹp. Nói chung là đẹp nha các bạn. Nè. Máy đẹp nha. Rồi. Tay lái đủ luôn nè. Đồ bò đủ luôn. TD 24 nha các bạn, dòng này là TD 24, đó, Kawa TD 24 đẹp. Hơi quỷ này thì hơi nó chắc lắm các bạn, hơi nó dữ lắm. Dây giật trắng tốt luôn các bạn, thấy không? Nè. Con này hơi cũng dữ lắm bạn mà nó không có thu dây vô bạn, dây giờ bạn kiểm tra dây thiều. Lô 3 nha, lô này 2 triệu thôi. Lô 4 nha các bạn. Lô này là 2.1 triệu ba con Echo trắng nha các bạn. Thì ba con này có con đẹp này bạn, con trên nè, trên cùng đẹp lắm. Thì lỗ này nó dơ lắm bạn, giờ các bạn vệ sinh lên là nó đem mới à nè. Đó, mình không có rửa hay xịt nước nha các bạn. Mình không có rửa nước. Giờ các bạn vệ sinh lại nha, tại hàng Nhật nó giờ sao mình để vậy luôn, nó dính bụi dính dơ vậy đó. Giờ các bạn vệ sinh ra nha. Rồi. Lô này là lô 4 2.1 triệu nha các bạn. Lô số 4 nha, ba con Hitachi Echo trắng nha các bạn. Hơi chắc. Nghẹt bùa dây giật nè các bạn. Rồi. Lô này là 2.1 triệu lô 4 nha. Lô 5 bạn. Lô này là 2.6 triệu bốn con Maru xả rác nha các bạn. Xả nha. Bốn con này không có cứng nha các bạn, tình trạng là vỏ nó xấu nha, mình bán xả các bạn. Đó, vỏ nó xấu mình bán xả nha. Thì lô này là đây đầu bò đầy đủ nè, còn ô cước luôn nè. 2.6 triệu bốn con nha các bạn. Thì mấy này vỏ nó xấu thì mình bán giá để lấy phụ tùng, hoặc là các bạn giờ các bạn dọn nổ gì tùy nha các bạn, thì vỏ nó xấu rồi mình lụm ra thôi. Đó. Lô 5 nha các bạn, 2.6 triệu.
cần kiết thẳng tay lái rin còn nha. Rồi lô số 5 nha. Lô số 6 bạn. Lô này là 2 triệu mốt nha. Ba con Robin nha bạn. Ba con Robin nòng 33 ly nha. Robin này nó là NB 231 bạn, nòng 33 ly, 2 triệu mốt nha ba con. 231, 232. Hỡi này hỡi Đắk Nông đó bạn, hỡi Đắk Nông. Chới quanh rồ luôn. Đồ bò của nó này bạn. Đó. Lô 6 nha bạn, 2 triệu mốt. Lô số 6 nha. Dòng này thì áo nó màu vàng vậy các bạn nhưng mà cũng đẹp. Lô số 7 bạn. Ba con này là Sidowa 220 nha các bạn, Sidowa 220 chạy chới hai kim nha. Chế quanh bờ rú hai kim. Lô này nó có hai con là hai kim bạn, một con là chạy chới một kim bạn. Hai con là chạy chới hai kim nha. Rồi. Lô số 7 này là 2 triệu tư nha các bạn. Cần của nó này, đầu bò đầy đủ nha. Cần kiếp đầy đủ, lô số 7 nha. Đẹp, lô 7 đẹp nè các bạn. Rồi. Lô số 7 nha các bạn, 2 triệu tư nha các bạn, 2 triệu tư. Lô số 8 bạn. Lô này là 1 triệu 650 nha. Cái này là TM24 nha các bạn nè. TM24. Nè các bạn. 24. Một con là 24, một con là 21 nha các bạn. Hai con này thì mình thấy còn đẹp nha, tum rời đẹp. Còn là tum rời đẹp nha các bạn. Một con 21, con 24 nha. Đồ bò đầy đủ các bạn, đồ bò chiến giao cần thẳng thẳng. Rồi Mitsu nha các bạn, Mitsu TM2124. Lô này là 1.650.000 nha các bạn. Rồi lô số 9 bạn. Lô này 3.500.000 7 con TG20 18 20 nha các bạn. 20 20 20 20. À cái lô này không có 18 nha các bạn, lô này hoàn toàn 20 hết. Tum rời thì hầu như là mình thấy không có con nào tum liền nha. Tum rời hoàn toàn luôn. Lô này được nè các bạn, tại vì mình thấy hầu như cái lô này tum rời hết luôn. Lô số 9 này là 3.500.000 nha các bạn. Cần kiết thẳng đầu bò đủ, đầu bò đủ nha các bạn. Cần thẳng tay lái đủ luôn. Tay lái thiếu thì mai mình thả cho các bạn. Hình như lô này có một con thiếu tay lái thôi. Mai mình thả tay lái sau nha. Lô này đẹp nha các bạn, hình thức còn đẹp. Rồi 3.500.000 7 con lô số 9 nha. Lô số 10 bạn. Lô 10 này là hai con TL20 nha các bạn. 1.700.000 hai con TL20. Hai con này mình thấy còn đẹp nha các bạn. Nè. Áo yếm đồ nó còn đẹp. Rồi. Cần kiết đồ tay lái thì một con thiếu tay lái mai bỏ sau nha. Đồ bò nó nè. Đủ hết nha, cần thẳng nha các bạn. Đủ đồ hết. Rồi. Lô số 11 bạn, hai con này là G2K sơi nha các bạn, hai con G2K sơi nè. 1.400.000 nha. Hai con này cần cũng thẳng luôn nha các bạn, cần tay lái. Tay lái thì có con nó xài tay lái tròn các bạn. Mai thả tay lái dài cho. Rồi. Hai con này là G2K sơi nha. Đây các bạn. Rồi, hai con này là 1.400.000 nha các bạn, đầu bò của nó nè. Lô 12 bạn. Lô 12 này là ba con Robin Cock nha các bạn, đẹp. Ba con này rất liền nha các bạn, liền lạc áo yếm không bị bởi nha. Liền đẹp. Nòng 31 ly bạn, Robin Cock này. Ba con này là 1.950.000. 1.950.000 nha các bạn. 1.950.000. Ba con có trợ lực nè các bạn. Có con trợ lực nè. Lô 12 nha các bạn. Ba con đầu bò của nó đủ nha. Lô 13 bạn. Lô 13 này là bốn con Makita nha các bạn, bốn con Makita. Lô này là 3.200.000 trừ 100 bởi áo bạn, còn 3.100.000 nha. Có con bởi áo nha các bạn. Nè. 3.200.000. Thì cái này nó có 23 nữa nha các bạn. 23. Nòng 32 ly nha. Cái loại này là 23 hết nha các bạn. Bốn con này 23 nòng 32 ly. Là rồi 23 hết luôn. Là 3.200.000 nha các bạn. Trừ 100 bởi áo. Có con nào bởi áo sao mình thấy ta. Ở đây nè. Con này bởi áo nè các bạn. Đó. Rồi. Lỗ này nó xài chế One Pro, One Pro nha các bạn. Đó. Có hai kim luôn nè. Rồi. Chế One Pro. Có loại có một kim, loại hai kim nha các bạn. Mình thấy có con hai kim mà, con bởi áo á.
Lô này là lô 30, lô 13 nha các bạn. 3 triệu 1, 3 triệu 2 còn 3 triệu 1. Đầu bò còn tay lái đầy đủ nha. Lô 14 đâu rồi ta? Đây bạn, lô 14 nha. Lô này là 4 con Nativo nha các bạn, 4 con Nativo. Nativo nha các bạn. Thì 4 con này là 2 triệu 9 nha. 4 con 2 triệu 9 lô 14 nha, có ga bóp luôn kìa. Còn tay lái nó đây. Đầu bò cũng mới lắm nha các bạn, đầu bò này. Chén đồ mới lắm. Có con mất đầu bò, mai mình bỏ đầu bò khác nha. Mai mình ráp đầu bò cho. Rồi lô 14 này là 2 triệu 9 nha các bạn, lô 14, 4 con nha. Nativo này nó 26 nha các bạn nè, nòng 34. Con này 23 nè. Con này chắc con tum rời này là 26 rồi bạn, tum rời. Tum rời 100% nó là 26 luôn. Con màu đen này là hai mấy không biết luôn. Rồi, lô này 2 triệu 9 nha các bạn. Rồi, lô single nha các bạn, single. Single này thì 4 con này là single. Loại này thì hầu giờ cái loại này bán rất chạy luôn nha các bạn. 26, lô này nó 26 không à. Có con 23 các bạn, con này 23 này. Đó, còn lại 26 nha. Dòng single này anh em mà thấy thì cứ chốt liền nha các bạn. Dòng này hàng nó là hàng rất bán rất sướng luôn. Bán lẻ giá cao lắm bạn, còn titan luôn nè, còn đẹp lắm nha các bạn, thẳng đục đó, còn rất đẹp luôn nha. Hàng này nó là nó dạng như hàng single này các bạn, nó giống như hàng Đài Loan nha các bạn. Hàng này nổ rất giòn luôn, chạy rất bền nha, mà bán rất sướng luôn. Rồi lô này là lô 15 nha các bạn, lô này 3 triệu 9, 4 con nha các bạn, một em 3. Rồi lô 16 bạn, hôm nay có lô Echo 209 nè bạn. Lô 209 này đẹp, máy đẹp nha, còn chiếc đẹp, bình xăng xiết đồ mới nha. Lô này thì 4 triệu nha các bạn, 4 triệu 2 trừ 200 cứng này, trừ 200 cứng còn 4 triệu 6 con Echo 209 nha các bạn, đẹp lắm. Dòng này thì mình hay giao đi hỏi miền Trung bạn, miền Trung hay lấy lô này. Đây, lô 16 nha các bạn, lô này là 4 triệu 2 nè, trừ 200 cứng nha, còn 4 triệu. Lô này đẹp nha các bạn, lô này nó nhìn còn đẹp lắm, áo yếm đồ nó nè. Còn mới lắm nha. Rồi. Rồi bạn, lô này là lô 16 nha. Lô 17 bạn. Lô này là 5 con Echo nha các bạn, Echo 3 triệu 7 50 nha các bạn, lô 17 nè. Đầu bò của nó nè. Đó. Lô 17 bạn, 3 triệu 7 50 5 con nha. Đây. Echo 24 nha các bạn, 24 24. 20 là 1 2 2 con 20 nha, còn lại 3 con 24 nha. 3 con 24 là 2 con 20 trợ lực thì 1 2 3 4 con trợ lực. Rồi, một con là không trợ lực nha, 5 con thì 4 con trợ lực. 3 con là 24, 2 con 20 nha. Rồi lô này là 3 triệu 7 50. 5 con. Tay lái đủ luôn nha các bạn, có ga bóp luôn kìa. Rồi, cần đầu bò đầy đủ, trắng cỏ có luôn nè. Lô 17 nha các bạn. Lô 18, lô này là 3 triệu 4 nha. Maru 20 nha các bạn, Maru 20 lô này đẹp nè các bạn, mới keng nè. Lô này thì quá vip luôn bạn, mới nè. Ốc án đồ nó nè. Hàng này các bạn giờ để trưng bày cũng đẹp bạn, máy rất mới luôn nha, đẹp lắm. Lô này thì nó có 3 triệu 4 thôi, lô 18 4 con Maru 20 nha các bạn, Maru 20 đầu bò của nó đầy đủ luôn. Ga bóp nè các bạn, đó. Ốc này mới lắm nha. Lô này là 3 triệu 4 nha các bạn, lô 18 nha. Rồi các bạn, lô 19. Tanaka nha các bạn, chữ A. Nói chung lô này video nào mình hàng nào lô nào mình dời cũng có cái loại này hết bạn. Loại này các bạn mà đặt hàng thì không bao giờ hết luôn. Nói chung là lô nào giờ cũng có nha. Thì nó không quan trọng là nó đẹp hay nó xấu thôi, chứ còn lô nào giờ cái lô này nó cũng có hàng hết á. Rồi. Lô này là 5 con nha các bạn. 3 triệu 3 Tanaka chữ A nha. Cái hàng này nó giờ lúc nào tay lái nó nè các bạn, thấy tay lái rinh của nó. Cái bao tay của nó nhìn cũng chất lượng bạn nè. Cái bao tay nhìn nó không giống như mấy thằng kia bạn. Nhìn cái con nào bao tay nó cũng đẹp hết nha các bạn. Nè, cái bao tay nó nè. Mà tay lái của nó cũng nhìn còn liền hết nha. Lô này là 3 triệu 3 5 con nha các bạn. Đầu bò của nó cũng rất là chất lượng nha các bạn. Đầu bò đầy đủ,
cần thẳng đuột nha. Đó, rồi lô này là 3.3 triệu. Rồi Maru 20 tum. Cái này là lô 20 các bạn, lô 20. Maru này là Maru 23 nha các bạn, Maru 23 tum rời. 4.5 triệu nha các bạn. Thì cái Maru 23 tum rời này hôm bữa mình bảo là anh em nào lấy đầu á là 700, cần là 200, mà mình thấy không anh em nào mua đầu các bạn, toàn hỏi mua cần không à. Nên là hôm nay mình đổi lại nha, là cần là 300. Đó. Anh em nào mua cần là 300 nha, đầu thì mình giảm xuống còn 600. Đó, cho anh em dễ mua nha. Chứ bữa mình bảo anh em là đầu 700, cần 200. Thấy không có anh em nào hỏi mua đầu các bạn, có toàn là anh em vô đặt lần 100 bộ cần luôn. Anh nào cũng đặt 100 bộ đó. Nên là anh em đổi lại cần 300 nha, đầu 600. Đầu 600 ngàn nha, đó. Anh em nào lấy đầu thì này tum rời đó nha các bạn. Thì thường thường mình dời hàng tum rời nó nhiều lắm bạn, nhưng mà mình lười, mấy hôm mình lười bán đầu lắm bạn. Tại mình thấy có nhiều anh em hỏi đầu chứ hỏi cần á. Thì mỗi người cần, mọi người thì thích mua cần không thích đầu, người thích mua đầu thích mua cần. Thì anh em nào thích mua gì bán đó nha. Rồi lô này thì 4.5 triệu nha các bạn, lô 20 nè. Đầu bò của nó nè, có con đầu bò như mới luôn mà. Lô 20 nha, 4.5 triệu nè. Lô 21 nha các bạn. Thì cái lô này là 5.5 triệu bạn. Lô 21 này là Maru, này là Maru 26 nha các bạn, nòng 34 ly. Lô này giá làng nó 1.3 triệu một cây lượng bạn, nhưng mà mình đỡ cho bạn 1.1 triệu thôi. Thì giá làng nó tới 1.3 triệu một cây nữa nha, Maru 26. Trợ lực nữa nè các bạn, 1, 2. Lô này có 3 con trợ lực luôn nha, 3 con là trợ lực. Đó. Rồi, có ra bóp nè bạn, cần thẳng nha, không có con nào cần bị cong hay là đồ bò đầy đủ nha. Rồi lô này là Maru 26 nòng 34 ly nha các bạn. Lô này 5.5 triệu, 5 cây nha các bạn, 5.5 triệu 5 cây. Rồi dòng Maru thì các bạn đừng hỏi nó xài chơi gì nha, nó là mặc định của nó là xài chơi quanh bờ rù, quanh bờ rống hết, quanh bờ rú các bạn. Rồi lô này là lô 22 bạn, 3 con Echo Green nha. Echo Green nha các bạn. 3 con. Thì 3 con này là 1.5 triệu nha các bạn, 3 con Echo Green này, đầu bò của nó đây. Đầu bò đầy đủ nha các bạn, chén dao, nắp kẹp đồ đầy đủ nha. Rồi, lô 22 nha các bạn, lô này là 3 con. Thằng này là 203 241 bạn, 203 241. Rồi 3 con. Lô 23 bạn. Dòng này là Maru 22 24 nha các bạn, 22 24. Lô này đẹp nè các bạn, mới lắm, đẹp. Con nào nấy mình thấy nó còn rất mới luôn nha. Rất đẹp nha các bạn, rất mới rất đẹp luôn. Tay lái nè. Lô này là 4.6 triệu, lô 23 nha các bạn. Đầu bò của nó đây. Rồi. Lô này là Maru này nó xài chới hai kim có luôn nè các bạn nè. Hai kim nè các bạn, đó, hai kim nè. Con dưới kia hai kim luôn, con này mấy kim đây, hai kim luôn nè các bạn. Ù cái lô này hai kim quá trời luôn. Có một con này là chới một kim, con này móc bình xăng nha. Bộ chới của nó thì mai mình cho bộ chới luôn nha, chới rinh luôn. Rồi lô này là 4.6 triệu nha bạn, lô 23 nha. Đó Maru, cái dòng Maru này thì nó nổ im lắm nha các bạn, tiếng nổ của nó xì xào lắm, nghe rất im luôn nha. Lô 23 4.6 triệu nha các bạn. Lô 24 bạn, lô này là 3.4 triệu nha các bạn, đầu bò của nó nè. Cái này là Maru 23 bạn, có trợ lực nè. Đó, trợ lực. Một lô này tới 3 con trợ lực nha các bạn, có 3 con là có trợ lực luôn. Maru 23 nha. Lô này là 3.4 triệu nha các bạn, đầu bò của nó đây. Lô 24 nha các bạn. Rồi 3.4 triệu. Lô 24 có gà bóp luôn nè. Rồi bạn, lô 25 bạn, lô này là 8 con này là Mitsu TL nha các bạn. Thì trong cái lô này rất là có ăn nha các bạn, tại vì mình thấy có 2 con này là TL261 nè. Rồi 1 con TU26 nè, 2 con là TB26 nè. Thì lô này nó tới 1, 2, 3, 4, 5 con 26 luôn bạn. 5 con 26 luôn, có 3 con là 23 thôi lô này á. Thì lô này nó có 10.800 thôi nha các bạn, 8 con. Đồ bò cần của nó kìa. Đây bạn, hai con 261 này là ăn tiền rồi bạn.
261 này, 1 này, 2 này. Con này là không biết hai mấy đây, 23 26 đây. Con này là 26 nè, 26 nè, 26 à. Còn 231 bạn, này 231 nè. 1 này, 2 này, hai con 231. Rồi. Lô này thì quá hời luôn nha các bạn, lô này tới 5 con 26 luôn á. Rồi. Lô này là 10 triệu 800 nha các bạn, lô số 8 nha. Đó. Thì hồi sáng tới giờ cái lô này hồi sáng tới giờ 26 nó nhiều bạn. Rồi là lô 25 nha. Mitsu. Cái dòng này thường thường là mình giao, thường thường mình hay giao lần 50 cây các bạn, 50 đến 100 cây luôn loại này này. Đó, mình giao ít khi mình lên video lắm, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải để dành hợi mình lên video cho anh em, nhiều anh em thích hàng hợi nha. Rồi lấy. Rồi lô này là lô 26 nha các bạn. Lô này thì khỏi coi nha các bạn, giá nó cũng rất rẻ luôn. Có 500.000 cây mà máy rất đẹp nha các bạn. Tanaka nha, hàng này thì rất đẹp luôn. Thì 3,5 triệu trừ 200 cứng luôn nè. Còn 3,3 triệu nha, tức là cái 500.000 cây đó bạn trừ 200 là cái máy đó còn có 300.000 thôi bạn. 300.000 các bạn tháo bộ cần đủ vốn rồi. Đây, đầu bò của nó đây các bạn. Chiến đầu bò chiến dao đầy đủ á nha. Hàng này rất đẹp luôn, tay lái của nó còn rất mới nha các bạn. Rồi. Thì lô này nó có 3,3 triệu nha các bạn, 3,5 triệu còn 3,3 triệu. Lô 26 7 cây nha các bạn, 7 cây. Lô 27 các bạn, lô này là 2,4 triệu nha. Ba con TG 24 25 nha các bạn, tum rời hết luôn. Tum rời hoàn toàn nha các bạn. Đây. Rồi. Lô này là 27, lô 27 ba con 2,4 triệu nha các bạn. Đồ bò cần kiếp của nó là thẳng hết nha các bạn, không con nào cong cần nha. Đồ bò cần thẳng hết nha. Lô 27 nha các bạn, 2,4 triệu. Tum rời hết nha các bạn. Lô 28. Lô này là 1,2 triệu nha các bạn, lô 28 nè, ba con nè. Lô này là lô trợ lực nha các bạn. Dòng này nó là Tanaka với Hitachi trợ lực. Thì lô này dòng này nó xài chế, nhiều anh em hỏi dòng này nó xài chế gì thì đây các bạn, nó xài chế gang ngang nha các bạn. Gang ngang. Cái con này là mai mình đổi bộ chế khác nha các bạn, tại vì bộ chế này không phải của nó. Không biết nào nó ráp vô các bạn, không phải chế của nó nha. Mai mình bảo lính nó thay bộ chế khác cho. Lô 28 nha các bạn, 2,1 triệu. Đồ bò của nó này. Rồi. Lô 29 bạn. Lô này là 2,5 triệu nha các bạn. Lô này là ba con Maru các bạn, ba con Maru nè. Maru này là Maru 23 bà, Maru 23 nha. Ba con. Ủa có trợ lực hai con luôn bạn, hai con là à ba con là có trợ lực luôn nha. Lô này là ba con có trợ lực luôn các bạn. À cái lô này là nó có 20 nữa nha các bạn. 20 23 nha, Maru 20 23. Nhật nó lấy bằng kèo nó quấn chỗ này chứ. À nó quấn cái dây ga lại các bạn. Đó. Nó quấn cái dây ga chứ không phải nó quấn cái tùm nha các bạn. Rồi, lô này là 2,5 triệu nha các bạn. Đầu bò chiến dao đầy đủ, cần tay lái đầy đủ nha các bạn. Cần thẳng. Trợ lực ba con luôn. Ừ, có trợ lực ba con luôn các bạn, trợ lực bự nha các bạn. Rồi lô 30 nha. Lô này là 4,2 triệu trừ 200 cứng nha các bạn. Còn lô này thì đẹp nè các bạn. Còn 4 triệu. Thì cái lô này các bạn là hôm bữa là mình bán 800.000 cây nha, nhưng mà cái lô này mình thấy 24 nó ít các bạn. Nó không có 24 nhiều như lô hôm bữa các bạn, cho nên mình bán lô này 700.000 cây nha. Hạ 100.000 cây đó các bạn. Rồi. Đây có 24 này bạn. Đầu bò của nó đây. Cần kiếp nó này. Thì lô này là mình trừ tiếp 200.000 cứng nữa nha các bạn, còn 4 triệu. Rồi. Thì trợ lực lô này mình thấy 1 2 này. Hai con có trợ lực các bạn, có hai con có trợ lực. Thì mình cho hải bình xăng nha, lô này á mình cho hải bình xăng mới. Rồi, lô số 30 nha các bạn, 4,2 triệu trừ 200 cứng còn 4 triệu nha. Đẹp bạn, mình thấy con nào nó cũng mới đẹp hết. Rồi. Đó. Lô 30 nha các bạn. Lô 31 thì lô này là 2,1 triệu nha. 2,1 triệu. Có 25 nữa nè các bạn, 25 là nòng 34 ly nha các bạn. Cần thẳng đầu bò, đẹp chiến dao đồ đầy đủ nha các bạn. Cần còn rất đẹp luôn, tem tiết còn mới nha, cần tay lái nó còn mới luôn, đủ luôn nha các bạn. Lô này thì mình thấy rất là liền nha. Đồ đạc nó còn rất liền luôn nè. Đủ nắp gió nè các bạn, nắp gió nè, tay lái nè,
rồi chén dao nè, đầy đủ. À đủ lô này 25 hết luôn bạn, 25 nè. Con này 25 luôn, con này cũng 25 luôn. Không biết con này nó mất số các bạn, số nó mờ quá không biết nó nhiêu. Rồi. Vậy là lô này được nè bạn, hai con đồng 34 luôn. Còn con kia thì số nó lợt rồi không biết à. Không biết nha các bạn, thì hai con đồng 34 thôi là mình thấy có ăn rồi. Lô này là 2 triệu mốt nha. Đầu bò của nó đây các bạn. Đây. Rồi, lô 31 nha các bạn. Lô 32 nha các bạn. Lô này là 6 con Estin 22 23 nha. 22 23 nó có 24 nữa nè bạn, thường cái con này là 24 nè. Đây em nhìn thấy cái tum mà nhôm nhôm là 24 nè các bạn. Đó, con này tum nhôm mà. 24 á. Thì cái dòng Estin này cái màu áo của nó là vậy các bạn, cái màu này, cái áo của nó cái màu vậy các bạn, thấy không? Đó, cái dòng này nó màu áo nó là cái màu hàng cái tinh là cái màu áo của cái phơm màu của nó là như vậy nha các bạn. Cần kiết đồ thẳng nha. Có con nó bị rớt đầu bò rồi, mai mình cho bộ cần nha. Con này nó gãy luôn rồi nè. Nè. Đó, mai mình cho bộ cần khác nha. Tại chiều trộn hàng lu bu quá bạn, nhiều máy quá, hôm nay nó nhiều lô quá. Rồi hôm nay đó lô 32 4 triệu rưỡi nha các bạn, 6 con cái tinh. Lô này đẹp mà. Tất cả là nó xài chới One Pro 2 kim nè các bạn. Đó, chới 2 kim nè. Rồi, chới 2 kim nhiều lắm nha. Có một con Estin màu xanh xanh kia là nó xài chới kim các bạn. Rồi, lô này là 4 triệu rưỡi nha. Lô 34 các bạn. Lô này là 4 triệu 8 nha các bạn. 4 con TBE đời mới nha. TBE đời mới. Đồ bò. Gà bóp luôn nè các bạn. Dòng này thường thường nó đời... đâu lật nó coi thưa ơi. Ủa con này mất mẹ cái tem rồi. Thường mấy con này đời 2020 các bạn mất cái tem là uổng rơi á. Con này con này là đời 2019 nè các bạn này. Đời 2019 luôn. Thấy không? Rồi. Con kia bình xăng nó còn trắng phao luôn các bạn. Đây. Cho bóp luôn. Con này nó là 261 các bạn. Rồi. Lô này là Mitsu đời mới nha các bạn. 26 hết nha. Có một con là 24 bạn. À con màu đen nha các bạn. Con màu đen này là 24 nha. Nòng 34 ly hết bạn. Lô này là 4 triệu 8 nha các bạn. Lô 34 Mitsu đời mới nha các bạn. Đồ bò của nó nè. Rồi 4 triệu 8 nha. Lô 35 bạn. Lô này là 3 triệu 7 nha các bạn. Estin đời mới luôn. Estin đời mới. Thì cái lô này đây bạn, có một con nó gãy cái đầu bò nó rớt đi luôn nè bạn nè. Con này chắc mai mình cho kiếm bộ cần khác cho bạn sau nha. Rồi thì thằng này nó là ga bóp nè bạn, ga bóp còn nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 bộ ga bóp là còn nha bạn. Lô này là 3 triệu 7, 4 con cái tin rồi mới, lô 35 nha. Rồi đây bạn, nó là 20 con này 26 nè. Con này 23 nè. Con này nó đổi là FF55 bạn. Con này là FF38 bạn nè. Rồi. Đó, gà bóp hết. À có con cái tinh cái cần của nó vậy nè bạn nè. Đó nó vậy đó bạn. Nè, nó đổi cái tinh luôn nè. Cái này là cái ổ cước của nó nha các bạn, ổ cước của nó. Đó, đổi cái tinh nè. Cái này thì mình bó tay nha các bạn. Mình không biết cái tinh này nó làm kiểu gì á. Rồi. Lô này là lô 35 nha các bạn, 3 triệu 7. 4 con nha. Rồi lô 36 bạn, Estin 26 nòng 34 ly nha. Đó, hai con tum rời nha các bạn. Nè, có hai con tum rời luôn. Con này tum rời nữa nè, 265. Đó, con này nó là lô này là 6 triệu bạn, trừ 300 cứng nha các bạn. Còn 5 triệu 7 đầu bò của nó nè. 26 nè bạn, chơi 2 kim nha. Con kia là 25 bạn. Ừ. Con này không phải chế 2 kim đâu bạn. Con này 255 nè. Này 255. Rồi. Lô này là Estin nha các bạn, Estin 26 hết luôn các bạn, nòng 34 ly. Nòng 34 ly nha các bạn. Dòng này bữa nay nó dời được 5 con. Nó dời được có Estin nè bạn, chứ thường thường cái loại Estin này nó ít dời lắm bạn, bên Nhật bây giờ nó hết rồi, nó tuyệt chủng rồi. Rồi lô này là còn 5 triệu 7 nha các bạn. Cứng một con, cứng một con nha.
Lô này tính 5 triệu rưỡi các bạn, để mình bảo nó xuống to, ghi sửa lại to hàng nha. Lô này là 5 triệu rưỡi đi. Rồi. Lô 36 nha các bạn. Lô 37. Lô 36 còn của nó đây các bạn, còn này, tay lái nó này. Lô 37 nha. Lô này là 3 triệu nha các bạn, 4 con Echo đời mới nha các bạn, 4 con Echo đời mới này. Thằng này giờ chân nữa bạn, nhìn con nào con nấy nó mướt được rồi, mới ken bạn. Này 24 này. 24. Hai con màu vàng nó là 22 nha các bạn. 26 nè, con này là 266. Con kia là 22. Echo đời mới nha các bạn. Dòng này thì nó mướt lắm, nó đẹp. Đời mấy cái đời mới này nó mướt bạn. Rồi. Này các bạn treo cho nó cửa hàng cho nó đẹp cái tiệm cũng được bạn. Xanh vàng nhìn nó rất đẹp luôn nha. Nhìn nó mới đó bạn nè. Con nào này đó. Treo cửa hàng anh em hàng xóm đồ, người ta qua người ta coi người ta hỏi ùa mấy Nhật đâu mà mới vậy, nó mới gửi bên Nhật giờ nó người ta vậy đó. Lô 37 nha. Lô này 3 triệu. Rồi hai con cuối cùng nha các bạn, hai con này là tới Diêm 7. Hàng này thì giờ ít khi mà có hàng lắm bạn, thường thường mình giờ có một hai con các bạn, ít khi mà hàng này nó giờ có nhiều lắm. Tới Diêm 7 nè. Nòng 34 ly nha các bạn, lô này 3 triệu. Đồ bò nó đây. Đó. Lô này nòng 34 ly các bạn, chứ không phải nòng 35. Tới Diêm 27 nha các bạn. Rồi. Hàng này nó là hàng VIP, hợi này thì hợi VIP nha các bạn, hợi này giá bán lẻ nó là 2 triệu 6 một cây các bạn, lô này á. Rồi. Lô 38 nha các bạn, cần tay lái của nó nè. Lô này là 3 triệu, đồ bò của nó đây. Rồi bạn, hết rồi, hôm nay mình lên 38 lô, mình cố gắng quay cho nó nhanh để mà anh em coi cho nó nhanh nha các bạn. Chứ nó nhiều là chết luôn, quay nó lâu. Rồi các bạn mua hàng thì lưu ý giúp mình là bạn nào mà mua số lượng mà 20-30 cây thì các bạn mua ngồi đợi mình lên video nha. Các bạn dặn đơn ngồi á, bên mình sẽ soạn cho nha. Rồi, xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Chúc anh em có một ngày buổi tối thật là tốt lành nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.